sẻ bạn chủ đề tại sao phòng khách nên có tủ sách, đúng không ạ? Thì tôi cũng quan sát nhiều người bạn, quan sát trong xã hội và quan sát những người có địa vị trí trong xã hội bạn, thì tôi thấy rất nhiều người họ là trưng bày tủ rượu trong phòng khách là chủ yếu. Đây là một cái mốt thời thượng của một cái địa vị xã hội của nước ta hiện nay, nhưng mà một cái thói quen này thì nó còn khập khiễng các bạn, đại khái là nó chưa có đủ. Bởi vì cái người thành công, người thành thành đạt mà cái người hạnh phúc, cái người thành công theo đúng ý nghĩa đó bạn, thì trong phòng khách nên có tủ sách, cho dù bạn trang bị những thứ khác thì như thế nào thì không biết, nhưng mà phải có một cái tủ sách. Mà tủ sách này không phải chúng ta để trang sức, không phải để chúng ta phe mẽ, mà tủ sách là chúng ta đọc hàng ngày, chúng ta rèn luyện hàng ngày, chứ không phải chân để mà phe mẽ của bạn. Thì các bạn biết rồi, người Nhật và vua Thái là người đọc sách nhiều nhất trên thế giới đó các bạn, và là đây hai dân tộc này thì có đưa ra những con người, những lãnh tụ kiệt sức, những cái nhân vật kiệt sức, những vĩ nhân các bạn. Thì phòng khách là một không gian quan trọng cho mỗi người nhà, nơi gia đình quây quần tiếp khách và thể hiện cá tính người sống trong đó. Một trong những món đồ nội thất đặc biệt không thể thiếu trong phòng khách đó là tủ sách. Vậy tại sao việc có một tủ sách trong phòng khách lại cần thiết? Dưới đây là những lý do nè: tạo nên không gian văn hóa và giáo dục. Tủ sách không chỉ là nơi lưu trữ sách vở mà còn là trở thành biểu tượng của tri thức và văn hóa. Một tủ sách được trưng bày đẹp mắt sẽ truyền tải thông điệp rằng gia chủ coi trọng việc học sách và mở rộng tri thức. Đó bạn. Điều này rất quan trọng các bạn. Đây là những video hay các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem các bạn. Ví dụ nếu bạn mời bạn bè đến chơi và họ nhìn thấy tủ sách với những cuốn sách phong phú lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, họ thể cảm nhận sự hiểu biết và đam mê khám phá của bạn. Điều này có thể dẫn đến những cuộc trò chuyện thú vị, mở rộng kết nối và tạo những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Khuyến khích thói quen đọc sách. Trong một thời đại số hóa, việc đọc sách bị xem nhẹ so với các hình thức giải trí khác. Một tủ sách trong phòng khách không chỉ là nguồn tài liệu quý mà còn là cách khuyến khích các thành viên trong gia đình dành thời gian để đọc. Ví dụ, giả sử gia đình bạn có trẻ nhỏ, việc tủ sách chứa các cuốn sách thiếu nhi hấp dẫn sẽ tăng cường thói quen đọc sách từ thời nhỏ. Khi bạn trẻ thấy cha mẹ thường xuyên đọc sách, chúng sẽ học được giá trị của việc đọc và từ đó tạo nên thói quen tốt cho bản thân trong tương lai. Đó các bạn. Đó là mình khuyến khích đọc sách là mình làm gương cho con cho cháu mình các bạn. Tôi có nhiều người thân như là muốn con mình học giỏi, muốn con mình ham học, nhưng mà quanh năm 12 tháng cha mẹ không bao giờ cầm đến quyển sách, thì làm sao mà khuyến khích con mình nó đọc sách, nó giỏi được, nó học giỏi được các bạn. Tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho không gian. Tủ sách không chỉ mang giá trị chức năng mà còn góp phần trang trí cho không gian sống. Một tủ sách được thiết kế tinh tế có thể trở thành điểm nhấn nổi bật trong phòng khách, giúp căn phòng trở nên phong phú và ấn tượng. Nếu bạn sở hữu những cuốn sách cổ điển với bìa đẹp hoặc những tác phẩm nghệ thuật, việc trưng bày chúng trở nên một tủ sách được thiết kế độc đáo sẽ tạo nên không gian nghệ thuật và sáng tạo. Ngoài ra, việc sắp xếp theo màu sắc, kích thước hay chủ đề cũng tạo nên vẻ đẹp thẩm mỹ riêng của căn phòng, khơi gợi câu chuyện và ký ức. Tủ sách có tác dụng lưu trữ các kỷ niệm và câu chuyện. Những cuốn sách không chỉ giúp chúng ta tiếp cận tri thức mới mà còn gợi nhớ về những trải nghiệm trong quá khứ. Ví dụ, nếu bạn đọc một cuốn sách nào đó trong chuyến đi, khi thấy cuốn sách đó trên tủ sách ở nhà, nó có thể gợi nhớ cho bạn những chuyện kỷ niệm đẹp trong chuyến đi đó. Điều này không chỉ tạo ra không gian sống đầy ý nghĩa mà còn là liên kết các thành viên trong gia đình, những câu chuyện và kỷ niệm, phát triển những kỹ năng tương tác xã hội. Tủ sách trở thành một phần của văn hóa giao tiếp trong gia đình và bạn bè. Khi có khách đến thăm, tủ sách có thể là chủ đề mở đầu cho những cuộc trò chuyện thú vị. Ví dụ, bạn có thể tổ chức một buổi gặp gỡ bạn bè cùng thảo luận những cuốn sách được trưng bày. Những cuộc thảo luận này không chỉ giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp mà còn thúc đẩy sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và bạn bè. Tóm lại, bằng tủ sách không chỉ đơn thuần là nơi lưu trữ sách mà còn mang lại nhiều giá trị về văn hóa, giáo dục, thẩm mỹ và xã hội cho không gian sống của chúng ta. Trong cuộc sống hiện đại, khi thời gian đọc sách bị hạn chế, việc sở hữu tủ sách đẹp và phong phú không chỉ giúp chúng ta dễ dàng tiếp cận tri thức mà còn tạo không gian thân mật dễ chịu cho những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình và bạn bè. Do đó, việc trang trí phòng phòng khách với một tủ sách là quyết định rất đáng giá đó các bạn hãy lưu ý. Và đọc sách là một nhu cầu không thể thiếu của người thành công các bạn. Các bạn hãy nhớ tỷ phú Bill Gates đọc mỗi tuần một cuốn sách, và Warren Buffett đọc mỗi ngày từ 500 đến 1.000 tài liệu các bạn. Đọc sách kinh khủng, tỷ phú Elon Musk là bậc thầy về đọc sách. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Người khác sẽ vô cùng biết ơn bạn khi nhận được những thông tin giá trị này. Cảm ơn các bạn.